hôm nay thì mình đang có mặt tại sân trường trước của trường tiểu học B Hòa Khánh á. Thì hôm nay mình đi ra đây coi anh Tuấn và mấy bạn học sinh đang bu cái quầy cá này ha. Thì bên đây là cái trò chơi và bữa này em trúng hay vậy? Chúng là những bộ đi chơi gần có con quay đồng tốt. Con quay nè. Rồi con quay ha. Chơi Lego và không cho ông lỗ nữa chứ. Wow. Đồ chơi nè ha, đồ ghép hình này em trúng hay gì lấy ra bên đây hả? 57. Còn Phát á là nó đang đi học mà nó quẩy đây là nửa ký cá trong đây nè. Dạ. Có luôn. Nửa ký cá trong đó đó. Dạ không ai vậy? Dạ không anh đây, không cỡ 1 giờ gửi tới nhà đang đi bán. Dạ. Chết mà vậy. 52. Dạ đâu trời. Ủa hả em nuôi ốc mượn hồn cái này bự chưa? Hả? Hả? Ủa oxy, oxy nó tự nó chạy lên hả? Đâu? Hả? Ủa nó là phải cá chép? Chép con. Nó màu trắng xấu quá vậy. Ôi. Hả? Hai chỗ có lộ năm trong đó một chút. À biết đâu, tao cũng không biết đâu mà nó bị đáo tại năm nè. Trời ơi. Trời ơi. Nãy coi đủ 4, 20 thôi đó. Nay ông hào phóng gì vậy? Nay sao đứng hào phóng? Giờ nói vậy giờ sao giờ? Nói trả lại luôn. Biết sao giờ ông lấy giờ đi cả. Nay đứng tặng cá cho Phát nha. Có một câu đàng hoàng lại. Phan Di Vĩnh hả? Phan Di Vĩnh nhớ dìu về coi bá ốc nè, mồ cô bá ốc nè. Yeah. Tắt bình oxy hả? Bình oxy này còn vậy? Nhóc. Dạ rồi. Đã lúc đầu. Trăm mấy 200 luôn hả? Trăm mấy 200 mấy rồi 200. Mấy đứa nhóc nhóc bên này mất tiêu hết trơn người ta. Quá trời cá luôn nè. Chưa cho Phương 2k một phiếu. Lấy 3 phiếu giùm chú luôn, đừng lựa cho con lấy 3 phiếu một lượt ngộ đi. Gần tội cái phiếu rồi. 19. 19. Chặt rồi. 19 là chặt rồi. Sim xanh này lâu quá mới thấy con sim xanh rồi. Ủa, này đi vậy hả? Tôi á, đưa đây. Hả? À, biết đâu không nhớ đâu. Đúng rồi, 2 tờ 5 ngàn rồi đấy. Đúng rồi, nãy chị đó đưa 2 tờ 5 ngàn đủ rồi. Nổi nay vậy? Mới đưa 2 tờ 5 ngàn cho nó. Nổi nữa hả? Rồi có, người ta đưa 2 tờ 5 ngàn đúng rồi, nó vừa. Vô hả Phát? Mấy giờ vô sớm vậy? Hôm nay có đưa rồi, có đổ nữa hả? Được, có đưa anh 2 tờ 10 ngàn, lấy lại 8, 5 tờ 2 ngàn đúng rồi, thấy gì nữa. Rồi, rồi sao có đưa 10 ngàn nữa? Được, có. Làm mấy đứa học sinh lúc gần nó trông mong anh. Có cá máy nè, cá máy bữa nay anh Tuấn anh chơi vô bọc cái trường. Nó nhỏ gì không? Giờ là chờ học sinh ha. Dạ. Đó chờ cá máy luôn rồi, cá máy 5 ngàn con. Cái nhà mình có mua cá máy thì có thể liên hệ ủng hộ ha. Đó. Nhiều khi ở xa quá thì chắc anh Tuấn không ship được đâu, mấy bạn kêu ship ship á. Thực ra là tiền ship là 30-40 ngàn để mấy bạn kiếm cái chỗ cá nào quán gần gần mấy bạn mua thôi, thứ từ đó. Uống cá này cái gì ba con này?
tới giờ phiền hồn. Ai giờ học sinh nó vừa học hết trơn chưa ha, còn mấy đứa mình bển nữa kìa. Giờ là quê anh Tuấn đang đợi ha. Bữa nào mình thấy cũng chiếc xe dưa hấu đó cũng đậu đây bán ha. Đây mấy con bên đây nãy mình chưa có coi được. Ủa bữa nay học sinh vô vô lẹ quá ha. Dạ, bữa nay chưa cho nó vô hút cho nó bán ra chứ. Nay học sinh vô sớm quá. Con cá là đẹp ghê. Có học sinh đây thường thường mấy giờ mới vô anh Tuấn? 12 giờ rưỡi là vô học rồi. 12 rưỡi hả? Nè thấy nó vô sớm nó mất tiêu hết trơn. Mấy nhỏ nhỏ này đi học vô ta. Vô cho nữa mấy nha. Bữa làm thì hay là không kịp bữa dán que chứ. Bữa thì không kịp bữa dán que ha. Có bữa có lúc. Mấy cái đó vô rồi sao giờ tháo ra hả? Có tháo nó bị xì cột lại ha. Nói cột lỏng hay sao? Lỏng. Còn mấy kèo nhỏ nhỏ này giá 8 ngàn hả? 8 ngàn là mọi người. Nãy đi lên Mỹ Thiện rồi về trễ. Chỉnh quay hay gì? Không có, đi lấy đồ. Người ta nhờ công chuyện. Không cần quay ở chợ đâu. Có mà quay ra chưa có đăng. Lâu lâu đi mới đi đâu mới đăng. Đi đâu có anh em đăng lên cho lô mấy bạn với Kiên Giang cũng coi chứ có bài rồi. Nó thì bắt kiểu đi lên đây đâu. Kiên Giang cũng coi nữa. À Kiên Giang cũng coi nữa. Kìa. Gửi clip cho nó coi nữa. Là ký kênh của anh gì đó. Mấy tụi bạn là tụi dân tộc. Kìa, thú phiếu kìa. Nay trễ học trễ vậy? Học trễ vậy? Lợi coi nó rút phiếu coi. Có ốc vườn hồn nữa nha cả nhà, không ghề. Không ghề mà cái nhà. Chiêu. Trời ơi. Nghĩ xấu với mình cơ mà mình nó. Cũng cái phướng hình tò tò. Tò mò gì cái những lá phiếu này. Giấu đứa hồ mình không nghĩ quan không à. Xuống hồn. Phiếu này ra nắng là dễ thấy này, mới thấy hoài này ra mặt trời nè. Đâu thấy. Không thấy nó thấy vô vào chút nhất trời. Trời không thấy gì chứ trời. Máy soi, máy soi vô đâu mà không thấy. Nè thấy đâu. Hay đó. Tò mò những cái lá phiếu này quá. Có hay không? Lá phiếu bí ẩn quá. Trời lửa cứ nhỏ nhỏ bốc cho dễ. Anh cũng tò mò vậy đó. Này mong ra thấy. Chúng còn cái rồi. Em tên gì? Phát. Phát hả? Phát nữa hả? Sao lúc này mình có duyên với người tên Phát quá vậy? Chúng đi. Chúng không? Số 10. Số 10 là chặt hả chú? Lâu chú. Đi tới thăm đồ chơi đây. Thăm cá phướng 1, 2, 3, 4, 5. Đồ chơi rồi đi lấy tiền. Trời, cái thăm này bí ẩn quá ha. Rút trong đây được 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 số. Gì vậy? Ông chơi khó chứ. Rút thăm nữa hả? Có 5 số may mắn rồi đó. Không, ông bỏ 2 bịch trong đây là. Gì hả? Ừ, 10 thăm chúng. Thứ 2 bán thành tô tượng ha. Thứ 2 bán tô tượng thôi. Anh biết tô tượng không? Biết rồi. Ủa thứ hai học sinh nghỉ hả? Thứ hai đó là ai nghỉ cho mình qua. Thứ hai lễ mà học gì? Chúng chơi rồi phá. Nghỉ mà không ra thấy.
anh cũng tò mò về cái máy này ghê luôn á. Bị tối lên tối thứ hai học không Pháp? Không ấm si là bùm, ấm si là bùm, chúng con gần phát vui coi trời. Xua bông hai rồi. Bông hai chập à? Nữa hả? Trời ơi, cái Phát ơi, làm con của ta. Nè chúng kêu anh nha Phát. Xuống nước cái nó bò ra. Tắt nước vô hả? Nước vô cái nó bò mát. Nó bò mát mát nó bò ra. Chưa chín. Chín thì không trúng luôn. Quả giờ nãy hết nhiêu rồi? Cái hai chọt hả? Trúng rồi Phát 10.000 rồi, gán trúng cái phiếu rồi Phát. Trúng nói trúng cái mừng coi. Số 6 không trúng luôn. Rồi bữa nay Phát xui rồi. Mới khóc rồi vậy mặt cái gì hả? Bà con cho Phát nó lựa đi, theo nó quậy. Nó không trúng nó làm. Đủ rồi con. Mấy con ngót đồng hồ. Thao luôn ha. Bỏ nước vô mát mát cái bò lên bọc bọc quá trời. Cá máy ha, cá máy bên này vô bịch hết trơn nhìn. Cá máy quá trời luôn, cả nhà 5.000 bịch. Ôi cái bịch này xẹp lép à. Này này bán sao? Bán bán. Ế hồi một bữa hả? Ừ, ế hồi một bữa, vắng khách. Vắng khách. Vắng hàng lớp 5 hả chị? Trúng cái rồi Phát. Quà gà nhóc có trơn á. Phiếu gì vậy? Trúng gì? Phiếu đùm lum phiếu, cái này mà phiếu màu hồng nữa hả? Trúng nào? Trúng hả? Trời ơi, mười nhiêu 12.000 trúng hả? Số 5 đâu cho mượn cái số 5 anh. Đó trời ơi, số 5 gì mới trúng nha mọi người, nãy giờ Phát nó buổi trời á. Cuối cùng Phát đã trúng rồi trời ơi, cái này màu hồng hả? Cái này màu xanh. Bữa này là phiếu hở hả? Phiếu hở này trúng trực tiếp. Phiếu hở rồi, trúng trực tiếp luôn. Trúng trực tiếp. Mô phật. Vậy là thăm cá phướng từ 1 tới 5. Khó trúng hả? Trúng cái nữa rồi. 5-4. Chúng còn đủ chưa? Đủ hết mấy ngàn rồi. Chưa hết không? Từ 1 tới 5 nữa đó mà hai bịch hả? Hôm qua chúng hết ba con của ông rồi. Hôm qua chúng ba con hả? Hôm qua chúng ba con mà lấy tiền. Cái này nó hở rồi nè. Hả? Tâm hở. Cái này đâm khích. Trúng không? Không trúng hả? Trời, anh không coi nó trúng quá Phát rồi. Anh coi là nó không trúng. Anh đi lại đây cho em trúng. Anh đợi em trúng nè. Trúng không Phát? Trúng cái coi. Không. Chặt nữa hả? Ừ. Thôi có không này hết trúng rồi. Hết trúng rồi. Đổi không khác hả? Đổi không khác. Chơi gì nữa? Chơi không ăn tiền. Chơi phướng. Tiền. Đổi quy ra.
Không, này này nó gom hết cũng hết 10.000 luôn. Quá trời cái lá phiếu luôn. Sao không lấy một con cá đi, lựa cá đi.